Dạ, chúng tôi chặt mía để tiến hành làm tôm nướng mía. Đây, mấy con tôm nè, con tôm tắt ao bữa nè. Món mới, tôm nướng mía. Đầu bếp Ba Quý làm, biết ăn được hay không đây. Được có mấy con tôm xong tắt ao bữa, giờ nướng mía ăn, định nướng bình thường ăn nhưng mà đầu bếp Ba Quý nó bây giờ nướng mía đi. Anh ta đang đi đốn mía dài ra bây giờ nướng. Đúng hai con ta. Đo đứa đây. Đây. Đang bị chuẩn bị công công đoạn mà để làm mía nướng. À, mía sẽ làm hai ra. Dễ à, kẹp tôm vô hả? Đây, tôm nướng mía. Tôm mà mình cầm, mía là mới vừa chảy ra. Tôm là tôm còn sống luôn nha mọi người. Đó, nghe thấy không? Nè, nó nhảy nhảy vô nè, nó kẹp nhau tùm lum hết trơn nè. Tôm mà sống còn tươi ăn nó mới ngon, cái tôm chết thì ăn nó không ngon. Đây. Nó kẹp tà len, tôm nó mạnh hay ghê không? Nó kẹp luôn khúc mía lên. Kèo nó kẹp luôn cái khúc mía nè. Thì bên cạnh đây là cái bếp than chúng tôi đang nướng đốt để cho nó có than để chuẩn bị nướng tôm. Dạ. Đừng có gậy gậy nó đứt á. Đó. Bây giờ sẽ bỏ con tôm vào cái mía để kẹp lại nướng. Hai con rồi, con bự con nhỏ đi. Con nhỏ lọc. Ái da nó kẹp đau quá. Mía thì mình sẽ làm đôi ra, xong rồi mình kẹp hai con tôm lại ở trong cái khúc mía để chẻ ra. Mình dùng dây cái chì cho nó cố định hai cái đầu cái mía lại cho giữ hai con tôm nằm trong cái mía. Nó bị đứt. Đó. Đó, để mình tới khi gần cho mọi người xem nè. Đây, cách làm như thế này, mía chẻ làm đôi. Đừng kẹp quá dẹp tôm, hơi được rồi. Lần đầu tiên làm món này nên nó chưa được gọi là chuông tân tu lắm. Phải làm nhiều lần mới rút được kinh nghiệm. Hai hăng làm hết thì hả nướng? Không lấy cái đầu ấy lên. Đây. Hai con tôm đầu tiên tôi đã làm, cọc xuống giữa cái nữa cho đừng bung. Là hai con tôm đầu tiên tôi đã cho nó nằm trong cái mía để chuẩn bị nướng. À. Chắc sẵn ba cọng luôn đi. Con này kẹp nè. Ấy da. Ấy. Làm tiếp cái thứ hai. Con tôm này nó có tứng nè mọi người. Mùa nước mặn ăn lên nó tứng đẻ. Chắc đẻ được nước mặn ra xong hết. Giờ tiếp tục làm cây mía thứ hai. Mình cũng chẻ mía làm đôi rồi kẹp con tôm vào. Mía nó cầm. Chó cạn nằm ngoài luôn đi. Cho nó sức kèm. Cho nó máu. Đầu tiên. Nè. À, cái tính gà nó tiêu rồi, khét nghe coi. Mọi người có thử qua cái món tôm càng nướng mía chưa? Mình thì là người tiên thử. Nên là hôm nay mình sẽ làm và quay clip lại cho mọi người xem. Đây. Là như thế này. Đó mọi người. Bốn con tôm nó nằm ở trong hai cây mía để bắt đầu mình nướng. Thì mình đang chuẩn bị đốt cho muỗng gáo này, cho nó có than để mình nướng. Tôm kẹp trong mía chúng tôi đã bỏ lên cái than này để cho nó bắt đầu tiến hành nướng nè.
Nước để nghiêng vậy ha, để không ai để cái mía xui lại cho nó chảy nước nha. Ừ. Than này chắc không đủ á, bỏ thêm than. Đủ. Đúng không? Đây. Tôm nướng mía. Liều cận cảnh cho mọi người xem nha. Mình tôm xong mình bắt lên không nhiều được có 4 con, ít quá. Mình chỉ làm được có 2 khúc mía trong chứa được 4 con tôm. Mọi người thấy không? Tôm bắt đầu nó đỏ lên nè. Nó bắt đầu nó chín á. Này đây món mới mình cũng chưa thử lần nào nhưng mà mình cũng biết cái mùi vị thế nào. Tí xíu nó nướng xong rồi mình thưởng thức thì có gì mình chia sẻ với mọi người. Đúng là với câu muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn ăn đồ mưa nướng ngon đứng nướng nóng các bạn, đổ mồ hôi trời lại nắng nữa. Bây giờ khoảng 10 giờ sáng nướng lửa rồi nóng rất là nóng khói, thôi kệ ăn ngon chịu cực xíu được cái gì. Món ăn miền Tây mình vậy, ăn thích hà nắng nóng, có cái ly rượu đế vô thì phải thầy luôn. Mía ra nước, tôm cũng ra nước, nước mía nó ra nước nó mùi, giờ con tôm nó rút vô thì chắc mình nghĩ là thịt nó ngọt lắm. Thịt tôm bình thường đã ngọt mà có tôm cái mía ngọt nữa. Rồi có đường của mía vô thì chắc là nó hấp dẫn lắm. Này thì mình chấm gì ăn ta? Tí chanh, tí chanh à? Hay là mứt tiêu? Tí chanh. Chín chưa? Chín rồi, cái này nó không có cần lâu đâu. Chín rồi. Nóng rồi chín. Bỏ đâu? Cái chuối. Ok. Công đoạn tôm nướng mía đã hoàn thành. Thì nó cũng đã chín rồi. Thì bây giờ mình tiến hành mình đem ra ngoài để mình thưởng thức. Lấy con kia ra. Bỏ chung luôn. Bỏ lên nắm củi. Đủ đó. Rồi, giờ chúng tôi đem ra ngoài nhà thưởng thức mùi vị như thế nào. Rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết. Thật, nó thiệt tình là cái này là món đầu tiên mình thưởng thức luôn nên mình cũng chưa biết hương vị thế nào. Thì để thưởng thức thì mình thấy chia sẻ với mọi người biết được. Không biết luôn nè. Mía nướng rất thơm. Đây. Hậu kỳ. Chặt mía bỏ. Nóng mà ăn gì? Gốc đã thử. Mía cũng như cái nướng bình thường, cái nào cháy hiện cháy. Thì là mía nướng thơm lắm. Đúng con tôm, mía. Đây. Đây là tôm nướng mía xong, bây giờ mình chuẩn bị thưởng thức.
thì làm dân giả luôn, lấy lá chuối đựng tiêu với muối dắt chanh vô rồi thưởng thức. Bây giờ quý thưởng thức đi, thưởng thức là cho cái cảm nhận đó. Tôm nướng mía chấm muối tiêu chanh với chanh thì mình làm đơn giản. Có gạch luôn hả? Con trái. Ồ, quá ngon luôn. Nhìn thịt tôm trắng phiếu quá đẹp, quá ngon. Mình thèm quá. Có khói bốc lên mọi người thấy không? Sao? Ngon không? Ngọt tôm với ngọt mía. Đang quay phim mà thấy ăn thèm quá. Ăn thử cái mình tôm rồi cho cái cảm nghĩ coi. Nhìn anh ta ăn rất là ngon, mình cũng thèm quá. Ngon muốn chết. Công sức. Đó, mình chấm nhiều lần cho nó đều rồi mình đưa lên miệng thưởng thức. Trời ơi, tôm mà anh ăn tận như vậy chắc chết chứ, tôi quay phim mà tôi chết. Tôm ngọt nghe thấm vô, nghe rút vô ngọt. Ngon lắm các bạn. Qua chia sẻ của anh đầu bếp thì anh nói là bây giờ thịt tôm á, ngấm nước mía vô rất là quyện vô, rất là ngọt. Bình thường tôm nó ngọt rồi nhưng mà có nước ngọt của đường của mía thì nó rất là hấp dẫn. Chấm thì muối tiêu chanh nữa thì rất là ngon. Thôi bây giờ mình chiến đây, tại vì thấy anh này anh đầu bếp anh ăn mình thèm quá rồi. Cảm ơn mọi người xem clip, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người.